họ mới vừa bị bơi mà lao lực bơi cố gắng hết sức mà bị sùi bọt mép rồi đi cấp cứu không kịp á thì chết. Là anh bơi liên tục từ mấy giờ tới mấy giờ vậy sao? Bơi liên tục từ 3 giờ đến 5 giờ. Không biết cái nguyên nhân đó có liên quan gì đến Teo không anh? Có không? Đúng. Thì tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện. Tất cả vận động viên mà đi học bơi á, học bơi thì ai cũng học căn bản, nhưng mà khi lên vận động viên á, người ta sẽ học bơi để ganh đua thành tích với nhau. Nên các bạn chú trọng vào kỹ thuật bơi và tốc độ là chính. Nên hầu hết các bạn sẽ không phát triển được nội tạng của mình để tiến hóa thích nghi trong môi trường nước. Và các bạn bơi như vậy trong thời gian dài sẽ để lại hậu quả, đó là các bạn thấy những người vận động viên sau khi giải nghệ thì sao? Một là người phì ra, hai là mấy sợi gân của họ sẽ bị đùng lại giống như con đĩa vậy đó, đùng phục 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 lại. Nên thân thể của họ bị hủy hoại rất là nhanh và nội tạng của họ thì không phát triển. Thì cái kiểu bơi đó là gây hại cho sức khỏe về sau, nó không có bền. Cái kiểu bơi của Tiêu nó là nó không có nhanh, nhưng mà nó giúp cho nội tạng của mình phát triển và Tiêu kiểm soát được tốc độ của mình và Tiêu duy trì trong cái khoảng cho phép của cái nội tạng của Tiêu, chứ Tiêu không bao giờ bơi vượt quá giới hạn bởi vì nó gây hại cho sức khỏe. Thì biết là anh đó là bơi vượt quá giới hạn rồi anh lên bờ anh nằm anh sùi bọt mép rồi anh chết. Rồi bỏ lại vợ và hai đứa con còn rất là nhỏ ha. Thì Tiêu sẽ nói là khi mà các bạn bơi đến giới hạn, thường mọi người sẽ bị cảm giác lạnh người. Khi đó các bạn phải điều tiết hơi thở là bơi chậm lại để đừng có bị lạnh. Điều tiết hơi thở, cách giữ hơi thở, kiểm soát hơi thở, đếm nhịp thở. Nó có nhiều cách lắm mà bây giờ anh chia sẻ một lần thì không thể nói hết. Ví dụ như Seon có kinh nghiệm là từ nhỏ học thiền với thiền sư Thích Thanh Từ ở thiền viện Trúc Lâm. Tôi học cách đếm hơi thở trong sự thiền định là căn bản thôi. Đếm từ 1 đến 10 xong hít vào và thở ra. Hơi thở hít vào dài bằng hơi thở lúc thở ra. Cách thở như vậy để giúp cho chúng ta nhiếp tâm vào hơi thở. Khi vào bơi lội á, thì mình nếu mà chú ý vào tốc độ và để hơn thắng thua người ta, mình sẽ đi quên đi hơi thở. Và khi cơ thể mình mệt mỏi thì mình cũng không chú ý được, nên mình dễ dẫn đến là quá sức. Và khi cố gắng như vậy trong một thời gian dài, tới khi cơ thể này nó bị chịu đựng hết mức thì mình sẽ chết lúc nào không hay. Đó. Nên chết chứ. Bơi quá sức bị chết. Nên tôi hy vọng là các bạn tập luyện bơi lội cho khỏe, không đừng có chú trọng vào thành tích, đừng có ganh đua. Nếu mà những bạn làm vận động viên ganh đua thì phải nâng cao thêm một số kỹ năng nữa, giống như là học cách làm chủ hơi thở của mình đó. Chia buồn cùng gia đình anh nha. Còn Tiêu thì mặc dù các bạn thấy tôi bơi rất là lâu nè, tôi có thể bơi qua bơi lại 6 tiếng đồng hồ không mệt, nhưng tôi kiểm soát được hơi thở và cái nội tạng của tôi nó đã tiến hóa để thích nghi với việc tập luyện như vậy rồi, nên chả sao á. Còn mấy bạn mà thấy tôi bơi mà bắt chước cố gắng làm theo thì cẩn thận, nó để lại cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nghĩa là ví dụ trong hồ bơi này đi, lát nữa tôi sẽ bơi bướm, thì một số người sẽ thấy tôi bơi bướm như vậy họ rất là thích, họ sẽ cố gắng bơi đua theo tiêu. Nhưng họ không bơi như tiêu là họ bơi qua rồi họ mệt cái họ dừng lại, là tim của họ bị dừng lại đột ngột như vậy á, nó không duy trì được trong thời gian dài á, dễ bị đứng tim. Mà cái những bạn mà có tiền sử bị bệnh tim mà bơi như vậy rất là nguy hiểm đó. Nên mình phải điều cái sức khỏe của mình và mình điều chỉnh cái hơi thở của mình để kiểm soát sức khỏe của mình. Khi các bạn đã có thể nhiếp tâm vào hơi thở của mình, các bạn sẽ quan sát được toàn bộ hoạt động của cơ thể của mình, thì các bạn mới không có bị bệnh tật và không có bị
vô thường làm cho mình giảng sanh hồi nào không hay, kiểu giống như cái anh đó, ảnh không biết hôm nay ảnh là đi bơi là bữa cuối cùng luôn, ảnh vô ảnh cứ ráng bơi như mọi hôm, bơi liên tục từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, mang chân dịch vô bơi ảnh xong rồi xong lên bờ đau tim quá là chết luôn, là như vậy. Nên bơi vừa phải thôi ha. Giờ tôi sẽ bơi, anh này sẽ quay. Tôi sẽ bơi liên tục từ bây giờ cho đến 8 giờ nha. Là nhiều ta? Là 1 tiếng 15 phút. Nhớ quay lên đồng hồ để cho khán giả coi nha. Còn anh Caramel thì cứ bơi chậm theo thôi. Anh Caramel có thể là